cập nhật thế giới ngày 8 tháng 8. Hằng Long và Quân Sư Mở xin kính chào quý vị. Chúc quý vị buổi tối an lành. Mời quý vị cùng theo dõi phần cập nhật tin tức thế giới ngày 8 tháng 8 sau đây. Ukraine tiến sâu tới 10 km vào Kursk, Nga có thể mất quyền kiểm soát hơn 350 km vuông. Các chuyên gia của viện nghiên cứu chiến tranh ISW sau khi phân tích dữ liệu thu thập được xác nhận quân Ukraine đã tiến sâu tới 10 km vào khu vực Kursk của Nga. Báo cáo của ISW cho biết đã có xác nhận rằng vào ngày 7 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến sâu 10 km vào khu vực Kursk của Nga trong bối cảnh các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga vẫn tiếp tục. Đánh giá của ISW cũng lưu ý rằng, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 6 và ngày 7 tháng 8 cho thấy, các xe bọc thép được cho là của Ukraine đã di chuyển vào vị trí dọc theo tuyến đường 38K030, cách biên giới chung giữa hai nước khoảng 10 km. Quy mô và vị trí hiện tại đã được xác nhận của lực lượng tiến công của Ukraine ở khu vực Kursk cho thấy, quân đội Ukraine được cho là đã xâm nhập ít nhất hai tuyến phòng thủ và một thành trì của Nga. ISW nêu rõ, phản ứng của Điện Kremlin trước cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk cho đến nay vẫn gây tranh cãi, khi các quan chức Nga đấu tranh để đạt được sự cân bằng giữa việc miêu tả những nỗ lực này như một sự leo thang đáng chú ý từ phía Ukraine và tránh phóng đại những hậu quả tiềm tàng của chúng, cũng như có nguy cơ gây bất mãn trong nước. Trong khi đó, trang RBC Ukraine dẫn nguồn tin từ kênh Agenspo cho biết, kể từ hôm qua 7 tháng 8 theo giờ địa phương, Nga có thể đã mất quyền kiểm soát trên diện tích lên tới 350 km vuông ở vùng Kursk. Theo các phương tiện truyền thông đại chúng Nga, đến tối qua, tổng diện tích lãnh thổ bị mất của Nga ở khu vực Kursk có thể lên tới 350 km vuông. Theo kênh Telegram, Riba thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, đến 18 giờ cùng ngày, Nga đã mất quyền kiểm soát các vùng ngoại ô phía Tây Sertia, cũng như các vùng nằm ở phía Nam, Gorno, GV và Kurilipka. Ngoài ra, người Nga còn được cho là đã mất cả khu Leonidov và Liubimipka, nằm ở phía Tây Bắc và cả ngôi làng Koreneve cũng đang có nguy cơ bị mất. Cuộc giao tranh biên giới giữa hai phe quân đội đã bước sang ngày thứ hai. Phía quân Nga được cho là đang phàn nàn về giao tranh ở khu vực Kursk và đặc biệt là ở khu vực Sushi. Một số nguồn tin từ kênh Rostek MI còn cho rằng Nga thậm chí đã mất quyền kiểm soát một số khu vực đông dân cư. The Telegraph cho biết Nga lo ngại F-16 được sử dụng trong chiến dịch ở Kursk. Trong lúc tình hình biên giới Nga đang bị áp đảo bởi các lực lượng Ukraine, người Nga phẫn nộ trước việc bộ quốc phòng của họ không thể bảo đảm an ninh tại đây. Họ lo ngại tiêm kích F-16 có thể được sử dụng trong đợt tấn công mang tính đột phá ở khu vực Kursk. Bất chấp tuyên bố từ Moscow rằng tình hình được cho là trong tầm kiểm soát, các blogger quân sự Nga đã phản ứng gay gắt trước việc bộ quốc phòng không thể bảo vệ Kursk. Các blogger lưu ý rằng đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc chiến và bày tỏ bất bình rằng các lực lượng Nga biết trước mọi chuyện, tuy nhiên cấp trên không làm gì cả. Theo thông tin từ trang Novini của Ukraine, trong cuộc giao tranh ở Kursk, 32 binh sĩ Nga đã bị quân đội Ukraine bắt giữ, trong đó bao gồm cả nhân viên hợp đồng, lính nghĩa vụ và quân nhân. Cũng có thông tin cho rằng, người Nga không mang theo các thi thể của đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến. Các diễn biến vẫn đang được cập nhật. Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hậu quả do xuất khẩu liên quan đến quân sự sang Nga. Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Matteo Azoros gần đây đã gặp các quan chức và giám đốc điều hành Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara và Istanbul như một phần của nỗ lực ngăn chặn hoạt động trên. Ông Asuros nói với Financial Times rằng, thông điệp của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ phải nỗ lực hơn nữa để hạn chế hoạt động buôn bán chip có nguồn gốc từ Washington sang Nga. Mỹ tỏ ra lo ngại rằng quốc gia đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trung gian mà qua đó các thiết bị điện tử do phương Tây sản xuất, bao gồm bộ xử lý thẻ nhớ và bộ khuyết đại, được chuyển đến Nga để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái. Ông Asuros cảnh báo Chúng tôi cần thấy sự tiến triển và nhanh chóng từ chính quyền và ngành công nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gây ra hậu quả đối với những người trốn tránh biện pháp kiểm soát xuất khẩu của chúng tôi. Quan chức Mỹ khẳng định, đây là vấn đề cấp bách và cáo buộc Moscow đang cố gắng lợi dụng chính sách thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp cận các thiết bị và linh kiện của Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã đưa 18 công ty Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách thực thể bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng cho Nga. Quan chức Mỹ cho biết sẽ có thể có nhiều biện pháp hơn như thế trong tương lai, trừ khi và cho đến khi các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ có tiến triển. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, việc chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ làm sẵn nước quan hệ với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik nói với Reuters rằng, nước này có thể phá vỡ liên minh với Hoa Kỳ và gây sốc cho thị trường tài chính nếu bắt đầu chế tạo vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ những lời kêu gọi trong nước về việc sở hữu kho vũ khí riêng để săn đe Triều Tiên. Trong khi quốc gia láng giềng Bắc Triều Tiên nhanh chóng mở rộng năng lực hạt nhân và tên lửa vào những tháng gần đây, ngày càng nhiều quan chức Hàn Quốc và các thành viên đảng cầm quyền bảo thủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol kêu gọi phát triển vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, viễn cảnh về một nhiệm kỳ tổng thống nữa của ông Trump, người từng phàn nàn về chi phí cho sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, đã tiếp tục thúc đẩy cuộc tranh luận trong giới lãnh đạo nước này. Song ông Shin, cựu tướng quân đội ba sao, đồng thời là nhà lập pháp trong đảng của Tổng thống Yoon cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với một vết nứt lớn trong liên minh với Hoa Kỳ và nếu chúng tôi rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, điều này sẽ dẫn đến nhiều hình phạt khác nhau, bắt đầu bằng một cú sốc ngay lập tức trên thị trường tài chính quốc gia. Ông Xin thừa nhận rằng cuộc tranh luận giữa các chính trị gia và chuyên gia đối ngoại là dấu hiệu cho thấy nhiều người Hàn Quốc vẫn lo lắng về khả năng răng đe mở rộng của Mỹ, đặc biệt là lực lượng hạt nhân. Nhưng ông cho biết, nỗ lực tăng cường khả năng răng đe của các đồng minh là cách dễ dàng nhất, hiệu quả nhất và hòa bình nhất để chống lại các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Ông Xin nhận định cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra sự thay đổi sâu rộng trong mô hình hậu chiến tranh lạnh, đưa Hàn Quốc vào gần trung tâm của tình hình hỗn loạn và làm phức tạp thêm các tính toán của nước này hàn quốc đã đáp trả triều tiên trong hiệp ước đối tác chiến lược với nga trong năm nay bằng cách cảnh báo rằng họ có thể cân nhắc trang bị vũ khí sát thương cho ukraine đây là một sự thay đổi tiềm tàng so với chính sách vẫn duy trì viện trợ nhân đạo và kinh tế nếu nga cung cấp cho triều tiên công nghệ vũ khí tiên tiến Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng tập trung vào hoạt động chuyển giao công nghệ liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và vũ khí hạt nhân, cũng như vũ khí phòng không, radar, xe tăng và máy bay chiến đấu của Moscow và Bình Nhưỡng. Ông Shin cho biết, từ năm ngoái cho đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, Triều Tiên đã vận chuyển hơn 12.000 container đến Nga, đủ để chở khoảng 5,6 triệu quả đạn pháo 152 ly. Các công ty quốc phòng Trung Quốc đang gặp vấn đề về xuất khẩu vũ khí do tính cạnh tranh cao trên thị trường toàn cầu. Kết luận này được đưa ra dựa trên báo cáo của các công ty Trung Quốc và vị trí của họ trong bảng xếp hạng 100 công ty quốc phòng hàng đầu toàn cầu, theo doanh thu. Trong số 100 công ty quốc phòng có lợi nhuận cao nhất thế giới, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC thuộc sở hữu của nhà nước đã vươn lên vị trí thứ hai từ vị trí thứ tư vào năm 2022 và tăng doanh thu thêm 15 tỷ đô la. Tập đoàn đóng tàu khổng lồ của Trung Quốc, China State Shipbuilding Corporation Limited, cũng giữ vị thế vững chắc. Công ty sản xuất hàng loạt các phương tiện nổi và ngầm cho hải quân Trung Quốc và xuất khẩu. Năm 2023, công ty đã tăng doanh thu thêm 3 tỷ đô la và xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Công ty Trung Quốc thứ ba trong top 10 là công ty nhà nước Norinco, Gần đây, công ty này gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu vũ khí, bao gồm xe bọc thép, hệ thống pháo, vũ khí, vân vân. Do doanh thu bán hàng kém, giảm 8%, tương đương với 1,2 tỷ đô la, Norinco đã tục hạng từ vị trí thứ 8 năm 2022 xuống vị trí thứ 9. Công ty hàng không vũ trụ nhà nước China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) cũng bị thất bại hoàn toàn về doanh số. Do thất bại trong xuất khẩu, CASC đã tụt từ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng mà công ty nắm giữ vào năm 2022, khi công ty báo cáo lợi nhuận là 9,6 tỷ đô la, xuống vị trí thứ 52 trong năm 2023 với lợi nhuận là 2 tỷ đô la trong năm, mức giảm kỷ lục 78%. Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc giảm nghiêm trọng như vậy là do sự cạnh tranh gây gắt trên thị trường toàn cầu. Hiện trên toàn cầu có hơn 30 quốc gia sản xuất xe bọc thép, bao gồm xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe quân sự khác, và hầu hết các nước này đều đang cố gắng bán sản phẩm của mình cho các quốc gia quan tâm. Vì lý do này, Norinco đang mất dần thị phần và năng lực của công ty, không phải lúc nào cũng đủ để phát triển vũ khí mới kịp thời và tạo ra các điều kiện hấp dẫn hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Militini trước đó đưa tin, Trung Quốc đã đẩy Nga ra khỏi thị trường vũ khí châu Phi và đang tăng nguồn cung cấp thiết bị quân sự cho các nước châu Phi. Venezuela đe dọa những người xuất bản trang web kiểm phiếu bầu cử Công tố viên hàng đầu của Venezuela, Tarek Saab, cho biết vào hôm qua rằng ông sẽ mở một cuộc điều tra hình sự đối với những người xuất bản trang web hiển thị số liệu kiểm phiếu bầu do phe đối lập của nước này thu thập. Đây là những người phản đối kết quả cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7. Theo Reuters, trong một tuyên bố trích dẫn hành vi làm giả tài liệu công khai, tội phạm máy tính và âm mưu, Saab nói, Chúng tôi đã quyết định mở cuộc điều tra hình sự đối với những người chịu trách nhiệm xuất bản và điều hành trang web làn sóng biểu tình vẫn đang dâng cao tại Venezuela sau khi ông Maduro tuyên bố tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Cuộc bầu cử cho thấy có nhiều dấu hiệu gian lận, bê bối và không nhận được sự ủng hộ của cả người dân Venezuela cũng như các tổ chức quốc tế. Tòa án Hiến pháp Thái Lan giải tán đảng đối lập Move Forward Hãng thông tấn Reuters đưa tin, Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm qua ngày 7 tháng 8 đã ra phán quyết giải tán đảng Mu Favors và cấm 11 lãnh đạo của đảng, trong đó có ông Pita Limsa Roenrat tham gia hoạt động chính trường trong 10 năm. Tòa phán quyết rằng kế hoạch đề xuất sửa đổi luật khi quân của đảng này là vi hiến, tương đương âm mưu lật đổ chế độ quân chủ lập hiến. Các thẩm phán cho rằng đảng Move Forward đã lợi dụng chế độ quân chủ để giành lợi thế trong cuộc bầu cử năm ngoái, gây căng thẳng giữa nhân dân với hoàng gia. Vài giờ sau phán quyết, các nhà lãnh đạo của Move Forward tuyên bố rằng 143 nhà lập pháp còn lại sẽ thành lập một đảng mới vào ngày mai 9 tháng 8, giống như họ đã làm vào năm 2020, khi đảng tiền nhiệm Future Forward bị giải thể vì vi phạm quy định tài trợ cho chiến dịch. Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng của Thái Lan, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về phán quyết của Tòa án Hiền pháp. Họ cho rằng quyết định này đã tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri. 2 phần 3 sản phẩm của Sen Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất độc hại Tạp chí chuyên ngành tiên Đức Ocotex đưa tin vào ngày 3 tháng 8 cho biết, 2 phần 3 số sản phẩm quần áo được lấy mẫu của nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, Sense, đã không vượt qua đợt kiểm tra và bị phát hiện chứa một số hóa chất độc hại. Ví dụ, quần áo của bé gái chứa antimon có thể thẩm thấu qua da, mồ hôi và thâm nhập vào máu. Bên cạnh đó, sản phẩm dép cũng bị phát hiện có chứa chì và cadmium, có thể gây tổn thương thận và xương khi được sử dụng trong thời gian dài. Vào tháng 6 vừa qua, ông Friedrich Merz, lãnh đạo của đảng đối lập Đức Liên minh Chân chủ cơ đốc giáo đã kêu gọi ban hành quy định đối với các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Shen và Temu. Ông cho biết, ước tính có 200.000 gói hàng được vận chuyển từ Trung Quốc đến Đức mỗi ngày, mà không có bất kỳ sự kiểm tra hàng hóa nào và không có thuế quan. Shen có trụ sở chính tại Singapore với khoảng 108 triệu người tiêu dùng hàng tháng tại 27 quốc gia EU, nhưng toàn bộ các sản phẩm quần áo bán trên nền tảng này đều được sản xuất tại 5.000 nhà máy ở Trung Quốc. sen đang phải đối mặt với sự tẩy chay từ các nhóm nhân quyền trong nhiều năm từ các vụ bê bối ăn cắp thiết kế, sử dụng lao động bất hợp pháp cũng như sử dụng lao động nô lệ sản xuất ở Tân Cương. Reuters hôm 19 tháng 6 đưa tin, Shen đã phải đối mặt với hơn 90 vụ kiện với các cáo buộc ăn cắp thiết kế hoặc sản phẩm của người khác và các cáo buộc sử dụng lao động cường bức. Vào ngày 27 tháng 6, một tòa án ở London, Anh đã ra phán quyết rằng chính quyền Anh phải điều tra việc nhập khẩu bông có phải là do lao động nô lệ ở Tân Cương, Trung Quốc sản xuất hay không, và nhóm bảo vệ nhân quyền của người chuyên ngôi nhĩ đã thắng kiện. quan chức Sơn Tây vạch trần bê bối tham nhũng của những hệ thống chính trị Trung Cộng. Gần đây, một quan chức của Cục Quản lý và Giám sát Thị trường tỉnh Sơn Tây đã đăng một đoạn video lên mạng công khai tên thật là Kiều Chí Trung và tố cáo hai lãnh đạo phụ trách nơi làm việc của mình, cáo buộc họ làm dụng quyền lực để tư lợi và lách luật vì lợi ích cá nhân. Người tố cáo tiết lộ rằng, trong 4 năm qua, ông đã đích thân chứng kiến và trải nghiệm việc hai lãnh đạo Phùng Chí Vĩ và Vu Hỷ Vân đã lợi dụng nhiệm vụ của mình làm phương tiện để trục lợi cá nhân, đặc biệt là hành vi bừa bãi, cố ý trà đạp chức năng giám sát, thanh tra pháp luật. Trong thời gian đó, anh đã bị cô lập, bị vu khống trong một thời gian dài tại nơi làm việc do không sẵn sàng đồng lõa làm công cụ kiếm tiền và trở thành thủ hạ côn đồ cho họ. Mặc dù anh có bằng chứng như ghi âm điện thoại, ghi âm tại chỗ và tin nhắn WeChat, nhưng trong 3 năm qua, vẫn chưa có cơ quan nào chịu lập án và phản hồi đơn tố cáo của anh. Vì vậy, Kiều Trí Trung hy vọng sẽ có nhiều người biết về vấn đề này và báo cáo vụ việc thông qua mạng xã hội để đòi công lý trở triều thay mặc dù các quan chức của cục giám sát thành phố đại đồng đã bị cáo buộc lách luật vì lợi ích cá nhân không có hành động đúng đắn hoặc là có hành vi gây mất trật tự nhưng chỉ mới tháng trước cơ quan này đã được cục quản lý nhà nước trao tặng danh hiệu thanh tra và kiểm tra của đảng cộng sản trung quốc Đoạn video tường thuật này đã khiến cư dân mạng chú ý vào bình luận sôi nổi. Hầu hết các lãnh đạo, doanh nhân ở Sơn Tây đều thông đồng với nhau, công tố viên thanh tra pháp luật còn bật đèn xanh cho họ để cùng nhau hưởng lợi. Vì vậy, thanh tra đều là vớ vẩn. Tất cả các thành viên trong đoàn thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đều tham nhũng gần đây các sự việc tố cáo tên thật của quan chức trên mạng ở trung quốc xảy ra thường xuyên mặc dù những người tố giác nhìn chung đều bị trả thù cho thấy quả bom bất mãn mà đảng cộng sản trung quốc cài trong dân chúng đang chơi dịp bùng nổ vào tháng 6 năm nay, Ngô Vĩnh Cường, thanh tra cảnh sát cấp 1 thuộc Cục Công an tỉnh Thiểm Tây, đã đăng lên mạng một báo cáo bằng tên thật cho biết, Vương Hưng Ninh, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh và Dương Thượng Vĩ, Phó Giám đốc Điều hành Công an tỉnh, đã trở thành chiếc ô bảo vệ cho các phân tử tham nhũng và thế lực đen. Cũng trong tháng 6, Tô Cửu Lôi, Giám đốc Sở Cảnh sát Thị trấn Lục Đạo Hà, huyện Hưng Long, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, đã công khai tố cáo trên mạng rằng Lưu Văn Ninh, Phó quận trưởng của huyện Hưng Long, kiêm giám đốc sở công an, vi phạm nghiêm trọng luật pháp, bao gồm cả hoạt động của xã hội đen. Họ lợi dụng sự che chở của các băng đảng tà ác để mua bán quan chức, tham gia vào các giao dịch rửa tiền và tham nhũng. Vào tháng 5 năm nay, Thẩm Thừa Cang, cựu phó giám đốc điều hành chi nhánh thất tinh quang của Văn phòng Công an thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, đã công bố video tố cáo trên mạng. Trong đó ông nói rằng ông bị bỏ tù vì không cấu kết với Chu Kiến Côn, cựu quan chức thành phố nên bị trả thù. Tào Tuyên Tường, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Thất Tinh Quang của thành phố Tất Tiết cũng làm chứng trong đoạn video này cho biết lý do anh ta vu hãm thẩm thừa can là vì anh ta bị các điều tra viên cấp trên thẩm vấn và tra tấn liên tục trong hơn 20 ngày. Cập nhật thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hằng Lâm và Quân Sự Mở, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.